Hành trình chạy bộ vì sức khỏe Nutrilite được tổ chức tại 7 quốc gia trong khu vực. Hà Nội, Việt Nam là nơi vinh dự được tiếp nối hành trình chạy bộ kỷ niệm 80 năm này. Chạy bộ vì sức khỏe cùng Nutrilite. Hãy nhanh tay sở hữu bộ kit chạy bộ. Chương trình chạy bộ sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2015 với hai vòng chạy quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Địa điểm xuất phát và kết thúc tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình này chưa? Hãy nhanh tay sở hữu bộ kit chạy bộ và tham gia cùng với chúng tôi.